kia hoặc là sẽ là người trong đảng không chứ lý mẫu mới hiểu hơn. Còn đoạn thứ ba là phiền não, có nghĩa là trong một ngày như vậy, trong một đời như vậy, trong một tháng, một tuần, một năm như vậy, có những lúc là đã là đắt nhưng xuống lúc đó là có một cái thứ gì đó đang qua mà thì ngủ trong tinh đẩy rất không có nhớ, chỉ còn mà có thể rất là nhiều chuyện, có những gì khác lúc đang niệm pháp tự nhiên buồn ngủ giống như bây giờ có thể nó bị đóng tốt là không có không được gọi là viên mãn gọi là đã lâu bị hoại thì nhiều lý do nhà giáo học nha, có nhiều lý do nhiều kiếp gần đây là không những gì quan trọng nhiều gần đây bị này có thói quen từng sau đó tỏ gì nó cũng nghĩ nhiều, nhiều cho nên bây giờ nhiều cái bậc
tức là mình tu tập cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu mà mình bị mắc vào một trong ba cái này nè thì coi như là mình lỡ chuyến đò nghe, mà đã lỡ một chuyến đò rồi đó là cái cơ hội của mình người là đắc đạo được là rất là khó. Cho nên đây là một trong ba lý do mà chúng ta phải luôn luôn sống chánh niệm, mà một là không biết mình sẽ chết lúc nào, hai là không biết cái cơ hội đắc đạo sẽ đến với mình lúc nào. Sáng nay thì nó không có chín mùi, nó đủ rồi mà nó không chín mùi, trưa lúc 12 giờ rưỡi thì chín, nghe lúc đó mình trời ơi. Thì qua cái 12 giờ rưỡi đó là coi như nó mất, thì phải là 3 4 năm sau vào một cái lúc nào đó 3 giờ sáng của một ngày một tháng nó đầy chín mùi. Có bị nói tôi chín mùi là sao, tôi xin nói rõ chín mùi là gì. Ba lần mặt thì nó đã đầy rồi đúng không, trú xứ thích hợp, sức khỏe thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, thầy bạn thích hợp, đề mục thích hợp, có hiểu không? Hiểu không? Thì như mấy cái này nè nó cộng lại, bây giờ tôi nhắc lại trên cái nền tảng ba la mật nó đầy rồi, bây giờ nó đầy nhớ nha, ba la mật đầy rồi, nhưng mà mấy cái đó nó có phải lúc nào nó cũng cũng đủ không, có phải không? Có hiểu tôi nói gì không? Bây giờ tôi đã rồi chứ, mấy cái điều kiện nó có phải lúc nào nó cũng có đủ không? Phải không? Nó khó trú xứ ok không, nó âm trầm quá sao không, rồi thời tiết nóng quá lạnh quá mưa quá gió quá tuyết quá, rồi trú xứ thời tiết thực phẩm rồi ăn cái gì mà từ sáng giờ nó đi re sao mà đắt trời, nó ra cái gì nó chịu ra tiền não, mày hiểu không? Rồi như vậy là trú xứ thời tiết phẩm, rồi thầy bạn trời ơi đó không. Thứ mình mới đang ngồi sách nguyên một đống định ra đóng tùm 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 vậy làm sao mà tu, còn câu đó mình mới vừa đang ngồi cái con hà ra quét xong sư phụ kêu con hà vô nấu nước nấu chân cho thầy, mình cứ chơi suốt mùa thu vậy là sao mà tu. Cho nên thầy bạn thời tiết thực phẩm cứu xứ còn chưa hết sức khỏe. Bởi hôm qua tôi nói đùa đó, cái câu thơ của Nguyên Sang nó tôi coi như là thần chú. Paris có gì lạ không em? Mai tao về em cũng còn ngoan. Paris là cái này nè. Lúc nào giải cũng mỗi ngày phải hỏi mình Paris có gì lạ không em? Mai tao về là về núi, về rừng, có tu thiền lúc em có còn ngoan không? Hay là lúc em cao máu, em như mỡ, em như đường là chết cha là đăng luôn. Các vị có hiểu không? Cho nên là ba la mật đủ rồi. Nhưng mà bốn ông này nè, lúc nào ông gặp nhau. Bốn cái này là phải dễ đọc cho mình biết không? Kể ra thì rất đơn giản nhưng mà nó gặp lúc nào trú xứ tích hợp, thời tiết tích hợp, thầy bạn bắt đầu quên ví dụ đề mục tích hợp với núi, cái đề mục tích hợp là dựa vào đâu, cái tích hợp mình đã mình học rồi là sao ta, ái nhiều kiến nhiều trí nhanh trí chậm có chỉ hay không có chỉ, để nó học chưa thấy chưa biết chưa. Cho nên thầy bạn tích hợp trú sự tử hợp thực phẩm, có dùng thực phẩm mới ghê chứ, thực phẩm tích hợp cái đây ăn ba cái thực dưỡng là còn lâu cái đó, thực phẩm rồi. Nhưng mà chùa chúng ta chùa này có nhà hàng quán nhiều cũng hy vọng đắt được, nhà hàng quán nhiều rất tôi đắt nhiều cũng đắt được, cái nãy chùa mà thấy ớn quá ra hàng quán bị đắt mà quán nữa, chú đình chú quán ta tu quán là gì, tu quán là ở restaurant á, mới tu quán là tu với massage. Rồi á là thực phẩm, thời tiết, trú xứ, thầy bạn, đề mục, sức khỏe. Mà mấy ông thầy nữa làm sao mà không gặp nhau đây? Rất là khó. Cho nên cứ bất cứ lúc nào trên mà cứ nhắc đi phải là phải bảo là mặc đủ rồi cộng với mấy ông thầy này, 6 ông này nữa cộng bảo là mặc là 7 thì mới gọi là đắt. Mà 7 ông này làm thế không? Ở đầu tiên mình có chắc là ba mặt mình đầy hay không ta, thấy chưa? Cho nên lý do đầu tiên mình giảm tinh tấn chánh niệm liên tục, một là không biết mình chết lúc nào, hai là mà tại sao cái chết quan trọng như vậy, là bởi vì thân người khó được mà chết pháp khó gặp, một khi chết rồi làm sao gặp hai cái đó đi, trên cái chết không phải là mình sẽ chết nha, nhưng mà vì mình nhớ này chết rồi thì làm sao gặp hai cái đó. Các vị tưởng tượng trong một cái lu mình bỏ một ngàn trái chanh vào trong đó chỉ có một trái là mình làm dấu thôi,
Thì bây giờ mình nhắm mắt, mình thò tay, mình bóc trúng cái trái chanh đó phải là chuyện khó không? Thì tôi hỏi trong bao nhiêu cõi luân hồi, bao nhiêu cõi tái sanh rồi làm cho mình chung với cõi mình có Phật pháp gì nó dễ. Tuy nhiên tôi hay nói với chị con rùa mù, người không biết đạo giống hệt rùa mù, trăm năm trồi đầu một lần, tình cờ chung được lỗ ván, đó là điều may mắn. Phật nói sự tình cờ ấy hiếm hoi hơn là, còn dễ hơn là cái việc được sanh làm người. Tuy nhiên đối với người biết đạo thì tình hình có khác, chúng ta không phải là rùa mù mà chúng ta là rùa sáng đấy. Và khi không biết đạo thì trăm năm con rùa mù nó mới trồi một lần, nhưng mà khi chúng ta biết đạo thì chúng ta là rùa sáng mắt, và mỗi lần mà chúng ta sống chánh niệm là một lần mình trồi đầu lên một lần. Không phải dục mà cái cơ hội chung vô cái lỗ nó nhiều hơn, nghe không? Cho nên ai ngủ cho nó đúng được cái lỗ. hiểu không? Không biết đạo là cũng rùa mù, không tu hành á thì là coi như là trăm năm mới trồi một lần, trồi một lần trồi lúc nào trồi lúc mà đợi đầu thai. Riêng cái người mà có biết đạo là có rùa không mù, mà cứ mỗi giây phút mình sống thiện sống với tuệ là một lúc mình trồi lên, tại vì mỗi lần thiện một lần mình thêm một cái tâm đầu thai thiện mà, đúng không? Thì cứ mỗi lần một ngày mình được chánh niệm bao nhiêu lần thì mình trồi bấy nhiêu, cái cơ hội mình chung vô nó nhiều. Chỉ vậy thôi, đó là niềm an ủi. Thưa sư, có những trường hợp này, giống như ngài Xá Lợi Phật mình gặp ngài Xá Lợi Phật gặp ngài A Sa Chí mới nghe câu pháp để đắc quả liền, lúc đó là cái trường hợp nào đó? Trong kinh nói là hôm qua không xong sáng nay xong sớm, có nghĩa là họ đã miệt mài nhiều kiếp rồi, bây giờ họ chỉ cần hơi chạm nhẹ một cái là họ xong rồi. Chạm nhẹ, còn cái người mà bình thường với mình cái gì mà mình nghe mình đắc là bởi vì hôm qua là mình làm tới 12 trưa là mình đi ngủ rồi, đi ngủ trưa nó chịu khổ ra là ruộng luôn. Còn ngày sau đó là ngày hôm qua là lúc 9 giờ tối thì mới vô nhà, 10 giờ cái mang cơm tắm rửa, cho nên sáng hôm nay 3 giờ sáng ngày ra đồng là chỉ cần ngày ngày được thiền chút là nó xong, tại vì là tối là 9, 10 giờ đêm ngủ vô nhà. Hôm qua không xong chiều nay, chiều qua không xong cái nay xong sớm. Còn mình hôm qua là 12 giờ trưa là mình nghỉ tay ăn cơm trưa cái mình ngủ luôn tới sáng nay, cho nên cái phần ruộng của mình nó còn bao la lắm. Mới hiểu không? Cái phần mà thành cù nó bao la lắm. Còn ngày sau đó là ngày đã xong hết rồi. Các vị tưởng tượng đi, ngày là trong kinh nói là ngày là lợi căn, ngày có thể thấy khổ trong lạc. Cho nên khi mà ngày nhập thiền, ngày xuất thiền, ngày nhìn lại cái vị lạc đó, đắc ngay cái chỗ. Ngày thứ nhất là đắc đạo bằng thọ quán niệm xứ. Nhưng mà trường hợp ngày hơi đặc biệt ở chỗ là ngày thấy khổ trong lạc. Và vì tôi giải nhanh thì nên tôi chỉ liệt kê là tài kiến nhiều ái nhiều thì mới tu được mục nào, nhưng mà nếu mà nói sâu, nếu mà mai 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 có đây tới 34 phải không, thì lúc tôi mới giải thích tại sao ngày tôi lại phát và ngày lại là... bởi vì ngày sau phát là ngày có thiền chỉ, nhớ không? Thấy không? Thiền chỉ mà trí nhanh thì tu được mục nào quán có thiền chỉ mà trí nhanh. Nhớ dụ lên, còn mình bị ám ảnh ba cái dụ tài kiến rồi cái gì nha. Bạch sư, còn cái vị mà sư kể mà có một cái thuyền mà toàn là mỹ nữ không có sư, xong rồi đó họ ngừng lại cái là đắc liền, cũng đọc nghe Bắc Cung La nghe giống như Sở Lưu Hương vậy đó. Bắc Cung La 80 năm trên thuyền chỉ có rượu và gái, 80 năm như vậy. Thì đến cái năm 80 tuổi thấy người ta đi chùa miễu rồi nè, thì ngày đậu thì cái bến xong á là ngày đi bộ lên phố rồi đi chơi, đi chung với mấy cô nữa 80 bữa mà còn gân lắm. Thì coi như là đi với mấy cô vậy mà trong cái đứa ngày khỏe lắm. Thì người vô ngày nghe pháp xong đó là ngày nói với người hầu, người nói là bây về tự xử chiếc thuyền đó đi, ta đi luôn. Thì người vô ngày gặp Phật xong xuôi là coi như là ngày nghe pháp xuất gia 7 ngày sau đã gặp lại hết, ngày sống thêm 80 năm nữa, tức là 160 tuổi. Ngài là đệ nhất vô bình trong đệ tử của Đức Phật, ngài là đệ nhất. Trong kinh nói dầu một giây phút mà cảm thấy nhức đầu chóng mặt hoặc sốt không có thì nói gì là bệnh, 80 năm chứ bệnh là gì? Vào cái ngày cuối cùng mà biết là tuổi thọ đã mãn thì ngài mới học tăng, thì nó khuyên bữa nay xin phép đi tăng tôi đi. Thì trong kinh nói các vị mà thánh á, trừ ra Đức Phật, trừ ra Đức Phật
Chứ còn từ ngày sau mà phát trở xuống, trước khi Niết Bàn đều có lời xin lỗi. Là lúc tôi sống gần các vị mà tôi có làm những nên buồn á, nên bỏ qua. Riêng Đức Thế Tôn thì ngày không có. Ngày không có xin lỗi ai. Thì ngày đó khi tôi còn thì có gì làm anh em buồn xin lỗi anh em, sám hối. Xong rồi ngày đó tôi cả đời từ cái xuất gia tôi không có nhận lòng nhận ai làm đệ tử, cũng không có nhận ai so bớt phục vụ, tôi không có thuyết pháp dạy đạo, tôi không có học trò đệ tử, tôi không có nhận lời ăn cơm ở nhà. Tại trong 80 năm đó tôi chỉ ăn cái bình bát, trong 80 năm đó tôi chỉ sống như một vị đầu đà. Và bây giờ cái tôi tịch, tôi cũng không muốn làm phiền ai, chỉ từ giả anh em thôi. Xong rồi ngày ngồi giữa hư không lơ lửng thì nhập thiền. Ngày nghĩ là khi nào mà vừa viên tịch xong thì lửa tự phát cháy, lửa tự phát cháy. Và đúng như vậy, lửa tự phát cháy và xá lợi không để lại tiêu hết. Nhưng mà qua Thái Lan bây giờ mình thấy hàng quán xá lợi nhẹ mà, tức là bên Thái Lan không có tiệm bán xá lợi không mà, mà muốn xá lợi ở nào cũng có, kể cả những vị không để lại cũng có bán. Thái Lan mà cái lào la mới gớm, coi như là xá lợi Niết Bàn á. Nhất bàn có đau lại mà cách nào liên lạc để mình cứ gửi vậy mình thùng luôn. Bán ở Thái Lan. Mà cái niềm vui Phật tử mình á, học đạo buổi tối học ở đây, buổi sáng đi coi chi mới xá lợi, rồi còn chỉ nhau nữa, buổi ngày ra cú lá, buổi ngày bắt cú lá rồi xúi nhau là cái vị này nè, thời vị này là đừng vô bệnh xúi. Tử mình tuổi chung một tử mình nó sang mình cái sang ngành mình có không? Okay, giờ bữa nay đâu có giảm đen phải không? Có giảm đen không? Không, không có đen. Tối nay em đang có chương trình làm nữa. Đen giải mệt lắm rồi. Đường đường sống luôn. Sư trong kinh có ghi là do cái nhân nào mà ngày được cái vô bệnh đó. Cái này tôi nói 1000 rồi. Bất cứ một cái hạnh nguyện nào nó cũng hảo nguyện nó đi với hạnh. Bất cứ một cái nguyện nào cũng phải đi với cái hạnh. Là sao? Khi nguyện thành đệ nhất trí tuệ đó, là mình phải vung bồi trí tuệ bằng mọi cách, văn, tư và tu suốt nhiều kiếp. Muốn làm đệ nhất thần thông thì phải tu tập thiền định nhiều như có thể. Muốn làm đệ nhất tri nhãn thì rất là quan tâm đến chuyện ban bộ và hiến tặng ánh sáng cho người khác, cho người mù và cho những người những nơi chúng không có đèn điện đèn đèn đó. Muốn cái gì hoặc là cái gì muốn trở thành đệ nhất về tài lộc thì coi như cả đời chỉ biết bố thí nhiều kiếp, 100.000 đại kiếp. Thì mình muốn vô bệnh là trong suốt thời gian đó là mình chỉ chú ý cái chuyện không hành hạ chúng sinh khác và giúp đỡ hỗ trợ sức khỏe cho người khác. Như Đức Vinh kể Bồ Tát mình trong những cái kiếp trong kinh là cái này quan trọng, cái gì là cái này quan trọng này. Người không có học giáo lý đàng hoàng, một là tinh cuồng nghĩ là Đức Phật là một đấng coi như quyền năng vô thường, không bị những cái này cái kia, nghĩ vậy cũng đúng. Thật ra tại sao chỉ Phật phước nhiều mà được nhiều cái đặc biệt là trong kinh giới rất là rõ. Mình từ dưới ruộng lên chứ mình dính sình đúng không? Yeah. Khi mà mình lên xe mình chạy quãng đường mà nó mình lên xe mình ngồi được cái 5 phút mình tuột xuống xe thì chân mình còn dính sình không? Không. Nhưng nếu mà mình chân dưới ruộng mình bước lên xe mà mình ngồi trên xe 30 tiếng đồng hồ mình bước xuống còn sình không? Suy nghĩ kỹ nữa. Trong thời gian 30 tiếng bùn nó khô nó mới rớt xuống, có đúng vậy không? Rồi chưa kể là nó, mình gãi, mình kiều, mình phủi thì 30 tiếng nó nhiều lắm đúng không? Yeah. Hiểu chưa? Rồi tối trước khi mà mình ngồi trên xe 30 tiếng là mình buồn ngủ. Trước khi ngủ mình muốn chọt cái chân mình vô trong mệt thì mình phải làm sao? Phải hiểu không? Có nghĩa là từ dưới ruộng lên, nhưng mà nếu mình ngồi trong xe 30 tiếng đồng hồ thì mình xuống xe cái chân mình nó sạch đúng không? Yeah. Còn từ dưới ruộng lên mà mình ngồi cách 5 phút mình tuồn xuống thì chân mình thì coi như cái sình nó chưa chịu khô đúng không? Yeah. Đấy. Thì ví dụ giống như vậy. Những cái vị tinh văn từ lúc phát tâm bồ đề cho đến lúc đắc a la hán thời gian nó quá ngắn, bao nhiêu cái nghiệp ác nó còn mới tinh rồi, bởi vì nhiều vị bị những cái nghiệp lạ lắm, cho nên độc giác và tinh văn hoàn toàn có thể bị người ta giết, bị những tai nạn rất lạ, nhưng riêng cho cảnh giác thì không, là vì nhiều lý do. Thứ nhất
cái phước báo Ba La Mật của vị giác giác là không thể nghĩ bàn bất khả tư nghị. Thứ hai là người tu quá lâu, cho nên những cái thời gian mà lúc đền thăm á, là ngài không có tạo những ác nghiệp đặc biệt, có hiểu không? Những ác nghiệp mà đâm chai, chém chú, đốt nhà, cướp của, giết người đó là ngài không có làm, phải nhớ đó. Có như ngài trả dần dần tới lúc ngài thành Phật còn sót là một mớ là mình thấy đủ mệt xỉu rồi đó, nhưng mà còn chỉ là duyên sót kiếp đỉnh nha, nhớ cái đó nha, cái này quan trọng lắm. Rồi trên trong kinh kể đó là thật ra Đức Thế Tôn này cái sức khỏe Đức Thế Tôn rất là tốt, các biết không? Cái thân lực của ngài đó, cái body power của ngài rất tôi nhiều đến mức tôi không dám kể luôn. Trong kinh nói cái sức mạnh của Đức Thế Tôn, 1 triệu người có thể kiệt sức như Đức Thế Tôn thì không, đó là tôi tìm cách nói gẹ nhẽ. 1 triệu người thay phiên nhau làm việc đó, thì vẫn có thể kiệt sức như Thế Tôn thì không. Thế Tôn cũng làm việc đó mà làm liên tục không có kiệt sức, làm việc tay chân. Thì trong kinh kể này có nhiều cái phước lạ lắm, ví dụ như trong đời quá khứ ngài có nhiều kiếp là tu hành từ tâm, rồi ngài có nhiều kiếp thà chết chứ không đánh người, không hại người, không làm thương tổn người khác. Có nhiều kiếp là làm thầy thuốc, ngài chỉ giúp độ nhân sự, tự độ như cứu nhân độ thế. Có cái kiếp là làm một thầy thuốc mà ngài mát tay người ta tới, ngài bắt mặt xa xa để ngài cho người ta tới đông quá đi, nên ngày cho cái thuốc gì đại khái về uống cũng hết. Từ cuối cùng giờ thuốc khá không kịp, ngày ra thì biết cái nào mà uống tạm tạm được, cái như thuốc tiêu chảy, ngày ra thì bẻ một cái lá ổi đó, thì bẻ lại lá rồi nhè 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 rồi nó bớt không, nó luôn hết luôn, cái cầm luôn. Rồi cuối cùng rồi hết thuốc thì nó ra gốc ổi thôi, đi chờ cái chiếc thuốc ra gốc ổi thôi cũng hết luôn. Rồi có nhiều lần khách tới đông quá, cái ngày thấy giấc trưa nắng chang chang vậy á, cái ngày mới kêu người nhà nấu nước nấu cơm cho tụi nó ăn không hết rồi luôn. Có như ngày mát tay mình sẽ mát chân nữa, có như mát mặt có nghĩa là người ngày mát toàn tập. Có như rồi cuối cùng người ta thấy mặt ngài nó cũng hết bệnh nước giá, càng về già ngày lạ lắm. Cuối cùng người ta chỉ là nghe tiếng nói của ngài thôi, ngài nói thôi về khỏe nha, hôm nay tối rồi nó về nó khỏe luôn đó. Từ lúc này già thì mới suy nghĩ người bệnh nhiều quá mà thầy thuốc chỉ có một mình ta, chữa bệnh thân thì chỉ là chữa ngọn, còn gốc ở đâu ra? Bệnh thân từ bệnh tâm ra, được rồi ta sẽ trở thành một vị Phật để ta đổ cái đám mà trời ơi thì khiếp như vậy, ngày nguyện như vậy. Và ngày khi ngày mất rồi, người nhà nó lên thiêu mà người ta bỏ được, ta bị bệnh đó, ta kéo tới người ta ra cái chỗ mà thiêu ngài đó, ta cào cào với miếng tro miếng đất bị cháy về đổi nước đủ cũng hết bình, mà ta cào tiếp mà đổi thành nó lõm thành cái giếng, múc nước giếng lên uống cũng hết bình. Khủng khiếp, cái lòng của ngài đó chúng sinh khủng khiếp nha. Yeah. Thì ngài tạo nhiều cho nên trung minh nó một cái của cái đức Phật mình nó như thành đạo rồi đó. Thì ngài cũng bệnh hoạn mà những cái bệnh ngài đều do tiền nghiệp, chứ còn nếu không phải những tiền nghiệp đặc biệt thì Đức Thế Tôn có thân thể rất là hoàn hảo, rất là khỏe mạnh. Trong kinh đó Đức Thế Tôn có ngồi giữa trời tiết thì không cần thêm mỹ não, Thế Tôn có ngồi giữa sa mạc nắng cháy thì cũng không có cần phải thêm bớt y áo. Thế Tôn có đi trong mưa, có ngồi trong tuyết, có ngồi trong nắng, có ngồi trong gió, Thế Tôn có ngồi ở đâu Thế Tôn cũng không cần thay đổi y áo thêm hay tốt. Cơ thể Thế Tôn có một cái chế độ tự điều tiết như là cố gắng chiếc điện tử. Vì sao? Là vì chỉ rất là khoa học hơn, tức là nhiều kiếp gần, khi càng gần thì ngày càng hoàn hảo. Trong kinh Tăng Chi kể được nhiều lần và rất nhiều lần thì nói là này các vị theo, trong 91 đại kiếp gần đây nhất ta không có như thế này. Ngày kể một lọt cái xấu mà ngày không có. Lo cái này các vị theo, trong 91 đại kiếp gần đây ta không dày ngày quốc tên, dày lên không có làm cái đó. Lâu cái ngày mới trong 91 đại kiếp từ đây ta không có lặp cả kẻ đêm dây, có nghĩa là mình tôi dò cái này kinh lên nó trời ơi 91 đại kiếp con người thì không có làm như nó nữa, mà một đại kiếp là một cái đất, mà một cái đất là bao nhiêu lần đầu thai là người tội lỗi đủ điều, nhưng đặc biệt những cái lỗi đó thì không có tạo cho nên khi trở thành là cái này giống như là tiếp chót, là giống như một viên pha lê, một viên kim cương hoàn hảo vậy.
bởi vì nó bị tưởng tượng một cái con người mà coi như là trong kinh nói là kiếp cuối cùng mà hàm ba la mặt là sanh lên đấu sức là trời xuống đó, thì cái kiếp cuối cùng đó 7 tuổi là tự nhiên biết, 7 tuổi không ai dạy hết, tự nhiên nghĩ trong bụng ai cần cái gì ta cũng cho, kể cả bạn sống. Tức là lúc đó nó chín mùi rồi, nó mùi quạng. Và cái con người đó khi mà chết hết tuổi thọ, sống hết tuổi thọ sanh về trời đó, chư thiên đến chỉ nói là thưa ngài, mấy vị phạm thiên đó, thưa ngài đã đến lúc ngài xuống bằng pháp. Thì ngài chỉ một tiếng là địa cầu nó rung lắc, mới có thôi. Trong cái lúc mà ngài quyết định ngài xả bỏ thỏa mạng từ cõi trời là xuống bụng mà ma gia, ngay cái lúc là 1000 vũ trụ nó rung lắc. Rồi lúc từ bụng mẹ ngài đi ra, 1000 vũ trụ nó rung lắc, cái quở là nó lắc. Lúc đó mà đầu nó lắc cũng nhớ. Một ngày kia nó quá nhiều tai nạn giao thông, người ta chết quá thì xuống với Diêm Vương rồi kiện. Diêm Vương bực quá thì thấy người ta chết người tai nạn, Diêm Vương mới nói thế này: tụi bay lên trần coi đứa nào mà quậy nhiều nhất bắt thế này. Thì tụi quỷ sứ nó đi một lát xa nó bắt xuống tòa những kiến thức gì trình viên không. Thì Diêm Vương hỏi tại sao mà bắt cái đám này, nó thì ngày kêu đứa nào quậy nhiều nhất mình lên, nó thấy mấy đứa này uống cà phê nó mới quậy. Bởi vì quý sứ nó dưới nó không có biết ngôn ngữ trên đây, nó hay nó quậy là nó đâu biết là steering mà nó quậy, nó cứ quậy biết steering chứ nó không biết cái chữ quậy là best boy. Cho nên nó làm là coi như là ổng rồi lên được trần mặt cái đứa nào mà quậy nhất cái này nó bắt còn những tiếng hết sau cái đứa mà nhân viên hành chánh rồi sinh viên giáo sư đại học nào mày cứ quậy quậy rồi bắt cho rồi mấy hủ rượu nó tha lại. Bởi vì sao nó không có Diêm Vương cho tụi quỷ giới nó đi học thêm nhưng lớp nhân quá đêm. Thật lắm rồi, giờ tối đang không có học phải không? Không có, chứ thôi chứ thôi. Tối là không ngủ. Cô Dung cho trình dịch là tối không có. Đó, không có. Chúng ta đã dạy ra 46 đọc lại bài hồi hướng với lại